Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Nối tiếp chủ đề thực phẩm bẩn thì hôm nay mình sẽ làm về những món ăn mà chúng ta hay ăn thường ngày, đó chính là dưa muối và cà muối. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến với cách thức mà dưa muối và cà muối được tạo ra như thế nào. Cách đây hàng ngàn năm, để bảo quản thực phẩm mà chưa đến mùa sinh trưởng của chúng thì loài người chúng ta đã biết bảo quản bằng muối, gia vị và giấm. Với cách bảo quản này thì chúng ta có thể thực hiện được với rất nhiều các loại rau, củ và thậm chí có thể là thịt. Không những có thể bảo quản mà chúng có thể đem lại những lợi ích rất tốt khi chúng ta ăn. Ngâm muối là một hình thức quá trình lên men. Khi các loại rau, củ, quả lên men thì chúng có thể đem lại những lợi khuẩn rất tốt khi chúng ta ăn vào cơ thể, cũng tương tự giống như sữa chua của chúng ta hay ăn. Khi thực phẩm của chúng ta được lên men thì sẽ khiến nó ít bị hư hỏng hơn và làm tăng cái lượng vi khuẩn tốt cho đường ruột của chúng ta khi ăn. Hai mẫu dưa muối và cà muối này mình mua ở chợ dân sinh ở Hà Nội. Thì bây giờ mời các bạn đến với phần soi dưới kính hiển vi, để chúng ta có thể quan sát được những lợi khuẩn mà chúng ta vẫn hay ăn thường ngày. Nếu quá lạm dụng cũng như là ăn sai cách dưa muối, cà muối thì chúng ta sẽ đối diện với những nguy cơ nào? Thứ nhất, đó chính là ung thư dạ dày. Mới đây, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản, các chuyên gia đã nghiên cứu rằng những người thường xuyên ăn những đồ ngâm muối sẽ có tỷ lệ ung thư dạ dày cao hơn người thường. Thứ hai, đó chính là bệnh tăng huyết áp. Để bảo quản bất kỳ loại thực phẩm nào bằng việc ngâm muối thì lượng muối trong đó ít nhất phải cần 5%. Nếu mà bạn ăn quá nhiều lượng dưa muối, có nghĩa là bạn đã nạp một lượng lớn chất natri vào cơ thể. Việc đó sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Sau đây là một số bệnh nền mà chúng ta nên hạn chế hoặc có thể là không ăn dưa muối. Thứ nhất, người có tiền sử bệnh đau dạ dày. Người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, bệnh gan. Người mắc các bệnh về đường hô hấp và phụ nữ đang mang thai nên hạn chế ăn các đồ dưa muối. Như các bạn thấy ở trên màn hình, đây là những con lợi khuẩn có rất nhiều các hình dạng khác nhau, hầu hết là các dạng cầu khuẩn, tròn và dài. Đây là mẫu mình vừa lấy từ nước cà pháo. Thì như mọi người thấy ở đây thì mình trong lúc soi ấy, thì mình có thấy những cái con vi sinh vật khác không giống với những cái khuẩn lên men. Thì mình đang nghi đây là những cái con vi khuẩn, nó đã vẫn còn sống sót trong quá trình sơ chế của những người sản xuất. Như các bạn đã biết, dưa muối và cà muối, cách sơ chế của nó rất đơn giản và không thông qua một liệu trình đun sôi tiệt trùng, cho nên chúng vẫn có khả năng sống sót khi đã lên men.